Các bạn thân mến, trong bài học thứ ba hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một đoạn phim hoạt hình, đó là ta vẽ một con chim bay. Một con chim bay trong cảnh trong hoạt hình thì chúng ta chú ý là chúng ta phải vẽ nháp là làm nhiều lần. Sau khi vẽ nháp xong thì chúng ta mới có thể vẽ lên khung hình được. Ở đây thì tôi tạo ra ba lớp vẽ ở lớp Khmer. Ở đây các bạn chú ý nhé, đây là một cái khung hình gọi là người ta gọi là timeline, dùng để chuyển động cho các khung. Mỗi một khung có một hình khác nhau. Còn đây là theo khung theo chiều dọc, các bạn nhìn thấy khung theo chiều dọc. Đó. Đây gọi là lớp khung khung 1, khung 2, khung 3, khung 4. Thế thì ta có thể tham chiếu về khung ngang. Khung theo chiều ngang. Ở khung theo chiều ngang thì chúng ta sẽ chọn cho chúng ta một cái khung. Tôi vẽ là lớp, ở đây là lớp này. Thì tôi sẽ vẽ một con chim. Các bạn vẽ nháp thì các bạn có thể vẽ rất là dễ. Các bạn làm sử dụng cách làm như sau. Đây. Các bạn vẽ, đầu tiên chúng ta vẽ một đầu chim nhé. Đấy. Sau đó chúng ta vẽ cổ chim. Và đó là thân chim. Và tiếp theo là đuôi chim. Đúng. Rồi cánh chim. Đó. Và cánh bên kia nữa, cánh bên kia cũng đối xứng lại. Đấy. Đấy. Đây là chân chim. Thế thì sang lớp 2. Lớp 2 bắt đầu chúng ta vẽ nó to lên. Đấy. Đây là mắt chim. Đây là mỏ chim. Rồi ta sẽ sử dụng pen khác, ta vẽ lên. Đó. Rồi ta vẽ một cái con chim lên. Cánh lúc này chúng ta sẽ vẽ theo nét này. Đó. Rồi đây là ta vẽ lớp thứ hai. Đó. Rồi ta sẽ có các cánh. Đó. Rồi đây. Rồi thân con chim đây. Và chúng ta sẽ dịch chuyển này sang đây. Đây là đuôi chim. Đuôi chim thì lúc chúng ta sẽ lượn bay. Đấy, các bạn chú ý nhé. Đầu chim lúc này chúng ta vẽ này. Rồi ta vẽ rồi. Đấy, bỏ chim. Nó sẽ bay như thế nào? Bay như nào? Và bây giờ chúng ta sẽ tạo ra lớp thứ ba. Lớp vẽ chim thứ ba. Ở lớp vẽ chim này thì chúng ta mới vẽ chính thức. Ẩn này đi. Chúng ta sẽ vẽ ra một cái lớp, chúng ta tắt lớp chim này đi. Đấy. Và bây giờ chúng ta sẽ vẽ con chim chính thức. Ở bên này chúng ta sẽ chọn mực của chúng ta, đó là mực một loại mực khác, mực nâu. Nâu nhé, bây giờ chúng ta sẽ vẽ này. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ vẽ đầu bên này, chúng ta vẽ. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ vẽ đầu chim. Và cánh của chúng ta sẽ vẽ xải ra hơn. Đó. Con chim của chúng ta sẽ được tô vào đây. Các bạn nhớ là chúng ta sẽ tô lông cho chim. Chúng ta sẽ chọn khung này để chúng ta tô. Đấy, đây là chim. Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục, chúng ta sẽ tạo các vị trí như là chúng ta phải chốt cái cánh này lại. Đó. Chốt cánh này lại, chúng ta tô. Đó. Đó. Rồi, đây nữa. Rồi, cái phần đầu chim này chúng ta cho đầu nó đen lên. Ta sẽ cho nó một cái màu xanh. Đấy, chim này. Rồi đến màu đỏ là cổ chim. Xin lỗi, chúng ta chưa chốt, chúng ta phải vẽ liền lại.
ta sẽ cho bộ chim màu đỏ. Rồi thân chim là màu nâu. Cánh chim lúc này thì chúng ta cho một cái màu màu khác, đã được một cái con chim. Và bây giờ ta sẽ xóa bớt đi những cái phần viền lông ở đây chúng ta nên cho nó một cái lông màu xanh. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tạo ra một chú chim. Màn hình ta sẽ thu nhỏ lại, đây là một giống như con chim én. Tôi vẽ nó không được chuẩn lắm rồi. Bây giờ chúng ta sẽ nhìn lại nhé. Rồi bây giờ tôi sẽ copy tất cả con chim này. Tôi sẽ xóa đi các lớp này. Lớp này tôi xóa đi. Chim này tôi xóa đi. Rồi tôi sang khung hình thứ hai. Khung thứ hai thì khung hình một là chim đây, tôi cho nó nhỏ lại. Đấy. Đó, tôi cho chim về phía vị trí này. Đây nhìn thấy là con chim lúc này của chúng ta đang nằm ở đây, nằm đây. Đấy, các bạn nhìn thấy nó nằm đây. Thế bây giờ để bay thì nó rất là đơn giản thôi, nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ phải vẽ khung thứ hai. Khung thứ hai ta dán con chim ra, ta copy copy object, sau đó chúng ta paste. Đó, chúng ta sang khung hai chúng ta paste. Đúng nha. Rồi chúng ta copy object rồi sang hai ta paste. Copy raw object rồi sang khung thứ hai là chữ chung V. Đó, con chim đây, chim đây thì bây giờ lúc này chúng ta phải phóng to lên, phóng to lên. Ta sẽ xóa bớt các thứ đi để ta vẽ cái cánh, hoặc là chúng ta sẽ có thể lúc này chúng ta sẽ chọn chỗ là ungroup. Đó, và cánh của chúng ta sẽ xoay nó xuống. Cánh bên này ta cũng xoay nhẹ xuống. Ta có thể dùng công cụ như là transform, không transform, ta dùng công cụ như là công cụ perspective, ta ta chọn nhé, cho em các bạn chú ý là ta chọn. Thì lúc này ta chọn thì ta chọn cả trong cả ngoài gờ với nhau. Bây giờ ta trở lại phần kia rồi, tìm đây ta chọn cả ăn thì thằng bố do cái cánh ấy, cánh các bạn chọn cả trong cả ngoài, cả chớp đúng không, cả phần đen.
Command này, sẽ xin Command. Rồi bây giờ chúng ta chọn Control G. Đó, ta chọn công cụ tên là đưa nó đập xuống. Rồi. Đó, sang khung này, khung này nó đập xuống đây. Rồi ta sang phần khung thứ ba, ta chọn cái nút này để đặt lên nhá. Các bạn chọn nút này. Đấy, ta chọn này. Rồi. Chọn khung này. Để chúng ta nhìn lại cái vết bên kia. Thì chúng ta ở đây ta cũng paste ra đây. Ta paste ra đây. Tết ra đây thì chúng ta lại tiếp tục, chúng ta lại ăn group ra, group, chúng ta chọn ăn group nhé, chọn select này, các bạn ăn group, rồi phá nhóm ra rồi đến lượt cái cánh, cánh mà các bạn chọn này, chúng ta chọn Ctrl và cả cái đen đen này nữa, rồi đến đây nữa, đây cũng đen, rồi. Cả phần ngoài nữa, ngoài trong cũng được. Và bây giờ chúng ta chọn công cụ này. Đó, bây giờ chúng ta sẽ uốn xuống, uốn hẳn xuống. Cong này xuống. Còn cái này thì chúng ta uốn xuống hẳn xuống. Rồi chúng ta perfect xuống. Nó nhìn thấy chim nó hạ xuống đây, hạ xuống đây. Rồi, chỗ này ta cong lên một chút, đúng không? Để cho nó cánh chim. Còn chỗ lông chim, chỗ này, chúng ta sẽ dịch chuyển ra một chút. Rồi, bây giờ đến khung thứ ba. Khung này chúng ta cũng chọn công cụ Select. Chúng ta paste này. Đó. Bây giờ lúc này thì chúng ta lại nâng lên. À, chúng ta nhìn ở khung thứ ba thì ở đây chúng ta sẽ chọn như sau, ta lại phá nhóm ra, bạn chú ý ta lại phá nhóm ra và ta chọn từng cái một, ăn vô ngon. Bây giờ chúng ta sẽ dùng perfect tip, chúng ta nâng lên nhẹ này. Này chúng ta cũng vẽ đều xuống nhé, để chim chỗ này chúng ta sẽ perfect xuống. Thậm chí chúng ta có thể kéo lần này. Đều nhau như thế. Chim với lại cái đuôi của chúng ta thì ta thể đưa lại được. Tạo ra con chim hướng chuyển động. Còn cái đầu của nó. Cái này chúng ta nhóm lại. Và bây giờ tôi sẽ đưa nó nấc nào. Tôi xin lỗi nhé, ngay từ cái lúc này ta copy khung rồi nó sẽ rất là không ổn, ta cần cho Z lại một chút. Về cái khung này.
Lúc này chúng ta sẽ chọn là copy copy lowering object. Đấy, copy. Sang lúc này đã in insert xem. Paste nó, paste object thì mới được. Đó, lúc đầu tôi đã làm nhầm. Bây giờ chúng ta sẽ phá nhóm ra. Rồi bây giờ ta sẽ chọn từng bộ phận. Với cái này chúng ta chọn Perfect Shape Contour. Rồi, ta cho nó tung cánh lên. Đó, tung lên một tí nha. Rồi, tung lên. Bên này chúng ta cũng cho tung lên. Chúng ta xài cánh vẽ này, chúng ta chuyển về khung này đá, này đá chúng ta nhìn thấy là chuyển động rồi. Cái đuôi của phần khung bên này ta cho nó chuyển động thế. Rồi cái đầu đầu mà cái này ta nhóm lại với nhau, đúng rồi, ta nhóm. Đấy, các bạn có thể nâng nó lên, rồi bây giờ chúng ta quay sang phần này, phần này, phần khung thứ ba, khung thứ ba, tôi chọn là Insert Cell. Phần chúng ta nhìn đây nhé. Đó, chúng ta nhìn đây chúng ta mới nhìn thấy cái vết của cái cũ. Rồi bước tiếp theo là tôi sẽ lại sử dụng công cụ ungroup, rồi sau đó tôi sử dụng công cụ Perfect Contour. Cái này bây giờ ta nâng lên rồi thì vậy thì cái con này ta sẽ sử dụng với cột như này mở. Nhóm lại, ta xoay nó lên cao, xoay nó lên cao, đó, chúng ta xoay lên cao nhé. Rồi, tắt này đi, đấy, chúng ta nhìn thấy nó xoay lên cao. Phần này ta chọn sang đây. Bây giờ cái cánh này ta sẽ tung lên cao một chút nữa. Đó, cao hơn chút nữa. Đó, cao hơn chút nữa. Cái cánh đây cũng vậy, ta sẽ cho cao hơn một chút nữa. Ta vẽ cao hơn một chút. Đuôi lúc này chúng ta sẽ dịch chuyển nó sang đây. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ thu nhỏ lại. Thu nhỏ lại. Và bây giờ tôi sẽ làm cycle. Đấy, tôi create cycle. Tôi chọn đến 50.
Và các bạn nhìn thấy đây là 50 khung chạy. Rồi tôi cho nó chạy tại chỗ. Đấy, các bạn nhìn thấy con chim đang bay, nó đang vỗ cánh. Rồi giờ chúng ta sẽ cho nó bay. Đó, nó đã vỗ cánh rồi đúng không? Các bạn nhìn thấy đã vỗ cánh. Giờ tôi tắt cái này đi. Tắt này đi. Và bây giờ việc còn lại là tôi sẽ để vào khung đầu tiên. Tôi chọn nút chuyển động. Đó, nút chuyển động. Đó, các bạn nhìn thấy. Tôi sẽ cho nó bay lên trên, bay xuống dưới. Tôi xoay nó một chút. Tôi xoay nó một chút. Đó. Bay lên trên. Bay lên trên. Bay xuống đây. Bay tiếp ra đây. Bay lên đây. Đó, bay lùi lại. Đó, bay xuống đây. Rồi, bây giờ chúng ta thử nhìn lại cảnh của chúng ta. Ta nhìn nhé. Đấy, chú chim đã bay rất là đẹp đúng không? Các bạn nhìn thấy tôi đã làm một chú chim bay rất là đẹp. Đấy, chúng ta nhìn thấy là cảnh của một con chim. Và bây giờ chúng ta sẽ vẽ cảnh đồi núi ở phía dưới chim và cây để xem chim chuyển động như thế nào. Rồi. À, bây giờ ta sẽ vẽ cảnh phía sau. Các bạn thân mến, là chúng ta đã đấy, chúng ta đã vẽ xong cái con chim giống như con vẹt. À, bây giờ tôi sẽ ghi chỗ này là nền. Nền thì insert một cái khung vào đây. Cho đây. Và bây giờ tôi vẽ chim. À, tôi vẽ cảnh. Ở đây thì chúng ta sẽ vẽ cái quả đồi có nhiều cây. Tôi chọn xa xa. Đúng không? Chúng ta nhìn thấy là đây có rất nhiều quả đồi. Và tôi cho cái bút lên và tôi có thể vẽ rồi có cây. Cây ví dụ như là cây này. Rồi có lá. Đồi thì cũng có cái phần ta đóng cái này lại. Và ta chọn cái này, ta chọn từ khu vực một đúng không? Ta vẽ ta đổ ra một từ khu vực một để chúng ta tạo ra những cái đồi núi rất là đẹp. Ta tạo ra một đồi núi thì ở đây ta sẽ cho nó với một cái mực. Không kín thì chúng ta sẽ và bây giờ tôi vẽ thêm nhiều cái cây. Mỗi cây thì bây giờ tôi sẽ tạo thêm một lớp nữa, gọi là lớp cây. Rồi cây nằm ở đây. Tôi insert. Tôi sẽ xem. Đó, tôi vẽ cây. Tại khung cây này thì tôi vẽ nhiều cây. Rồi, tôi vẽ gốc. Tôi vẽ gốc cây. Rồi, tôi vẽ lá. Rồi, tôi vẽ nhiều. Tôi đổ màu xanh vào.
được nhiều cây như thế. Rồi tôi vẽ những cái ngôi nhà, tôi vẽ những cái ngôi nhà đằng xa, tôi vẽ bằng mực khác, vẽ bằng mực đen. Và có mái nhà màu màu nâu và mái nhà màu đỏ, màu đỏ. Rồi bây giờ các bạn nhìn cảnh trên đây, tôi vẽ mây trên trời, tôi vẽ mây với một mây xanh mây đỏ. Tôi có thể chọn những màu sắc khác nhau. Đó, ok. Rồi bây giờ tôi vẽ mây. Tôi vẽ tiếp mà những cái mây đốm mây khác xen ngang này. Rồi tôi vẽ lên mây xanh hơn. Rồi các bạn bây giờ các bạn thử nhìn để các khung này đều dài bằng đây thì chúng ta phải expo nó cùng lên. Ta chọn hai này, ta chọn expo. Các bạn nhớ nhá, chúng ta chọn expo. Chúng ta chọn từng cái một, expo của cái này, chọn expo. Đấy, tôi tắt cái này đi. Chưa dài đấy đúng không? Ta phải chọn là 1.6. Chúng ta chọn hai này, ta chọn cái này 1.50, 1.60. Dài lắm chưa? Dài lắm rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ thử, nhé. Và các bạn, sẽ thử. Chim bay cả vào trong ra ngoài đúng không? Rồi, chúng ta sẽ chạy sai cầu. Bạn nhìn thấy đây là một con chim đang bay trên một cái cành đằng sau, và ta cho sai cầu vào, cho vòng lặp lại cho chúng ta nhìn thấy. Thế là chúng ta đã tạo ra một cái đoạn hoạt hình gồm có một con chim chuyển động. Bây giờ tôi sẽ tạo ra nhiều con chim mà chúng ta đã làm ở đây. Các bạn chú ý nhé, chúng ta sẽ dừng lại tại chỗ này. Bây giờ tôi sẽ tạo ra một cái chim có tên là Colon Element. Các bạn chú ý nhé, phần này chúng ta chọn nút Colon Element. Colon Element có nghĩa là copy tương tự một chú chim, kể cả hành động, kể cả tất cả các thứ đều giống. Ta chọn này. Đấy. Thì chúng ta sẽ chọn là chim element là chim 1.
Rồi tôi lại tiếp tục copy element tiếp, không? Chim 2, ba chú. Rồi tiếp tục copy element. Đó. Thế rồi chim 1, à, các bạn nhìn nha, chim 1. Chim 1 thì bây giờ tôi chọn này. Tôi sẽ chim 1. Chọn chim 1. Chim một bay lên trên, bay lên đây, bay lên đây, bay xuống đây, bay xuống đây, bay xuống đây, bay xuống đây. Đó là chim một nhé, đấy, chim một, thậm chí chim bay ra chỗ này, đấy, quay này nữa. Đến chim 2. Chim 2 thì ta sẽ cho nó xoay. Đó. Xoay nó một tí. Đó. Rồi sau đó ta cho nó dịch vào đây. Đây ta sẽ xoay. Rồi. Và ta sẽ bay. Đó, bay lên. Rồi giờ ta cho này xuống. Quay xuống. Đó. Thì mình đã bay lộn ngược xuống, đó, bay xuống. Không đã xoay ngang, đó. Xoay ngang, rồi. Đến chim 3. Chim 3 ở đây thì chúng ta cũng cho cái vòng này lại gần đây để chúng ta đảo. Đảo nó, và ta đưa lên đây. Ta sẽ đưa lên, đó. Đưa lên đây nhé, đưa bay. Mỗi con bay một kiểu, đúng không? Đó. Rồi bay chỗ này, bay xong rồi lộn đây, bay ra đây, đó. Bây giờ chúng ta sẽ bật tất cả chim lên. Rồi bây giờ chúng ta nhìn nhé. À, ta mới lộ ra được hai chú đúng không? À, ta chỉnh sửa như vậy. À, chúng ta nhìn thấy là chim của chúng ta bay rất là đẹp. Rồi. Chim không ra đây, chim không đây thì đưa vòng về đây. Chim không nhé, chụp cái chim không. Chim không ta đưa này cho ta. Ta quay chút nữa. Đó. Đó. Rồi ta đưa lên. Đó. Đây, 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 đây. Đây góc này nhé, đây góc này. Đó. Đó, này xuống. Rồi, rồi chúng ta thể nhìn nhé. Bật tất cả các chim lên. Các bạn nhìn thấy không? Một phim cảnh phim hoạt hình rất là đẹp, đúng không? Đấy là chúng ta đã tạo ra những cái chú chim. Ta chú chim rất là đẹp. Chúng ta chỉ đến đây thôi. Ta cắt về đây. Đó, cảnh của chúng ta đến đây. Đoạn phim đó
tôi sẽ expose hai này ra để chúng ta nhìn cái cảnh của nó đi đến hết đoạn. Tôi sẽ expose 160 chúng ta vừa sản xuất xong một cái khung cảnh phim, nó là những chú chim, chúng ta sẽ cho nó hót vân vân thoải mái. Bây giờ tôi sẽ thử export the movie nha các bạn nhé, nha movie export đấy. Các bạn thấy là cái quá trình làm phim này rất là hay, và chúng ta sẽ cố gắng học để chúng ta tạo ra những cái cảnh phim hoạt hình cho thiếu nhi. Ví dụ như là Tom Clancy cũng là những cái phần mềm đây nó sẽ làm ra. Chúng ta chú ý là nó phần mềm Tom Form này tuyệt vời, và nó là tuyệt vời. Ví dụ như là chúng ta có thể vẽ những người chuyển động đi lại vân vân. Đây là những cái bài cơ bản, những cái bài sau tôi sẽ hướng dẫn các bạn vẽ chuyển động ngắn xương, rồi chúng ta có thể làm những cái hiệu ứng khói lửa vân vân. Tôi cũng rất là tâm huyết với cái nghề làm phim, và nhất là những cái phim hoạt hình. Chúng ta sẽ tạo ra những cánh đồng lúa, những áng mây, rồi những ông bầu trời trời xòe. Bài này các bạn chú ý cho tôi là cái công cụ vẽ nhiều lớp, rồi chúng ta sẽ học cái cách vẽ nhiều lớp để chúng ta vẽ những cái con chim rất là đẹp, hoặc là chúng ta vẽ một những cái con vật vào đó. Ngoài ra thì các bạn chú ý cho tôi là các bạn phải sử dụng cái công cụ là Perfective, bởi vì công cụ này chính là công cụ biến đổi phối cảnh, giúp người ta có thể uốn những chú chim cái cánh rất là đẹp để chúng ta có thể chỉnh sửa. Đây là tôi đang gen cảnh phim, là một đoạn trong cảnh là chim đang bay. Và chúng ta sẽ làm thật nhiều để
nhất bộ phim cho trẻ con chơi, tôi, bài sau tôi sẽ dạy cách chèn âm thanh vân vân cho chúng ta. Chúng ta đang rèn phim được 59%. Sau này chúng ta còn có thể vẽ rất nhiều hình ảnh, ví dụ như là hồ này, báo này, nai này, hươu này, chúng ta lấy ra chúng ta vẽ những cái con hồ và nó có thể chườn mình, uốn mình vân vân. Rồi đuôi nó có thể ngọ nguậy vân vân. Đó là những cái nhân vật phim, các bạn chú ý nha. Tom Bomb này nó là một ra chúng ta có thể dựng ra những câu chuyện về chiến trường, quân đánh nhau vân vân. Chúng ta có thể tạo ra những cái như là chiến tranh này, máy bay này, ném bom này, vân vân. Đấy là những cái cảnh chiến trường ngày xưa. Chúng ta có thể tạo ra những chiếc máy bay phản lực, rồi những chiếc máy bay phản lực này, máy bay trực thăng vân vân. Tôi sẽ cố gắng là giúp các bạn, chúng ta sẽ tạo ra được những cái đấy. Đây là một chiếc đoạn phim hoạt hình ta vừa vẽ đây, các bạn nhìn thấy có đẹp không? Đấy, render ra trông rất đẹp đúng không? Đấy, chúng ta nhìn thấy đấy là một cái cảnh mà chúng ta có thể nhìn thấy được là đội bạn chim đang đi bay đi trên đấy, đấy nhìn thấy vừa bay vừa đùa. Đó. Đó. Thỉnh thoảng có lỗi một hai con nó chạy ra phía đằng kia, đó là do chúng ta chưa chuẩn bị. Ồ, đây chúng ta nhìn thấy là cảnh vừa ra này, chúng ta nhìn thấy rất là đẹp đúng không? Vậy thì bài hôm nay chúng ta sẽ kết thúc tại đây. Chúc các bạn có một niềm vui.